Ông Trump tiếp tục gây tranh cãi khi tuyên bố rằng có rất nhiều gen xấu trong cộng đồng những người nhập cư đang sống tại Mỹ. Ông Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, đã nói trong cuộc phỏng vấn với nhà bình luận bảo thủ Hux Hewitt ngày 7 tháng 10 rằng Mỹ cho phép những người nhập cư tự do qua biên giới, trong đó có 13.000 người từng là kẻ giết người. Nhiều người trong số họ đã giết nhiều hơn một người và hiện đang sống thoải mái ở Mỹ. Ông tin rằng kẻ giết người có gen di truyền như vậy và hiện tại nước Mỹ đang có rất nhiều gen xấu. Ông Trump thường xuyên tấn công người nhập cư trong các chiến dịch tranh cử, đặc biệt là những người bị cáo buộc phạm tội. Theo hãng tin Reuters, có vẻ như ông Trump đang đề cập đến một bức thư từ cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, ICE, gửi cho hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tony Gonzalez được công bố vào tháng trước. Trong bức thư, ICE cho biết có 13.099 người bị kết án tội giết người nằm trong danh sách không bị giam giữ của ICE. Danh sách này bao gồm nhiều loại người nhập cư, bao gồm cả những người đã vào nước Mỹ hợp pháp và bất hợp pháp. Tuy nhiên, một người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa đã phản bác lại các số liệu này, cho rằng chúng gây hiểu nhầm. Số liệu này kéo dài qua nhiều thập kỷ, nó bao gồm những cá nhân đã vào Mỹ trong 40 năm qua hoặc hơn và đa số quyết định về việc giam giữ họ đã được đưa ra từ trước khi chính quyền hiện tại lên nắm quyền. Ngoài ra, nhiều người trong danh sách này đang nằm dưới quyền quản lý của cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Chiến dịch của ông Trump đã lên tiếng bảo vệ phát ngôn mới nhất, nhấn mạnh rằng ông chỉ đang nói về những kẻ giết người, không phải tất cả người nhập cư. Trong khi đó, nhà trắng đã lên án phát ngôn của ông Trump